Xin chào quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Sống vui được phát sóng vào thứ bảy và chủ nhật tuần trên kênh VTV2. Thưa quý vị, Omega 3 là nhóm các axit béo không no với hai thành phần chính là DHA và EPA, nguồn cung cấp chính để sản xuất Omega 3 là từ dầu cá biển. Khoa học cũng đã chứng minh Omega 3 chứa DHA và EPA là những dưỡng chất thiết yếu rất là cần và rất tốt cho sức khỏe ở mọi độ tuổi, đặc biệt là đối với trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu omega 3 là gì, omega 3 có tác dụng gì, cách chọn và dùng omega 3 để đạt hiệu quả cao sẽ là gì. Và với sự tư vấn ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị tiến sĩ bác sĩ Đinh Thà. Xin chào bác sĩ. Xin mến chào em xin Nguyên Khang. Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi năm nay gần 60 tuổi. Một năm trước tôi có đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ chuẩn đoán tôi bị cao huyết áp, mỡ máu cao, có nguy cơ bị đột quỵ. Bác sĩ có kê cho tôi Omega 3 để ổn định uh, huyết áp và mỡ máu, nhưng tôi tận dụng lọ dầu cá đang nấu dở bởi vì tôi cứ nghĩ Omega 3 và dầu cá là một. Tuy nhiên, sau một thời gian tái khám, tình trạng của tôi chưa được cải thiện. Bác sĩ có giải thích, dầu cá chỉ chứa 30% Omega 3. Và lúc đó tôi đã nhận ra mình đã chọn và sử dụng omega 3 chưa đúng nên chưa đạt kết quả như mong đợi. À, được viết biết phụ nữ mang thai và cho con bú rất cần bổ sung DHA của omega 3 để giúp cho thai nhi và trẻ nhỏ phát triển não bộ và thị lực tốt nhất, tránh sinh non. À, nhưng việc bổ sung omega 3 từ các thực phẩm bên ngoài, ví dụ như từ các loại cá mình cảm thấy là chưa đủ và chưa kể những cái tích tụ những cái độc tố tích tụ ở trong cá làm cho mình cảm thấy lo lắng mà omega 3 trên thị trường cũng rất là nhiều loại và cũng giá tiền khác nhau nên là mình không biết là phải dùng cái loại nào để phù hợp với cả người phụ nữ mang thai như mình à, Vâng, thưa bác sĩ Nguyên Khang thấy là nhiều chuyên gia cũng đã khuyên và mọi người cũng rất lựa chủ việc mình bổ sung uống viên là omega 3 hoặc là dầu cá chứa omega 3 để mà chăm sóc cũng như là bảo vệ sức khỏe để phòng và hỗ trợ điều trị bệnh cho tất cả những độ tuổi từ trẻ em cho đến phụ nữ mang thai, người trưởng thành và đặc biệt là người cao tuổi. À, nhiều người cũng nhầm lẫn là omega 3 và dầu cá là giống nhau về bản chất và tác dụng thì điều này có đúng không ạ? À? Như vậy trước hết chúng ta sẽ hiểu khái niệm omega 3. Omega 3 là một nhóm gồm những axit béo không no gồm hai loại chính là DHA và EPA. Đây là những dưỡng chất rất là cần thiết cho hoạt động bởi sức khỏe của con người. Giống như các loại chất béo khác Omega 3 ngoài việc cung cấp năng lượng cho cơ thể thì omega 3 còn là thành phần rất là quan trọng trong cấu thành lên mạng tế bào như là tế bào ở mắt, não và tinh trùng giúp duy trì sức khỏe tim mạch, não và mắt có thể nói omega 3 cần thiết cho tất cả mọi người ở mọi độ tuổi để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe từ phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ đến người cao tuổi Ngày nay chúng ta vẫn còn có sự băn khoăn nhầm lẫn giữa omega 3 và dầu cá như vậy thì chúng giống hay khác nhau? Về bản chất, dầu cá và omega 3 là thành phẩm thu được từ dầu gan cá, có rất nhiều lợi ích cho cơ thể bao gồm cả sức khỏe của tim, mắt và trí não. Tuy nhiên thì dầu cá và omega 3 không hoàn toàn giống nhau. Điểm giống nhau đều chứa các axit béo, cụ thể là EPA và DHA. Điểm khác nhau, về dầu cá thì dầu cá là một loại dầu được sản xuất từ các chất béo hoặc mô của cá, chỉ chứa có khoảng 30% là omega 3 chứa DHA và EPA. Thành phần còn lại là các axit béo khác, một lượng vitamin A và D. Và đặc biệt là dầu cá vẫn chứa nhiều tạp chất, nên khiến thành phần omega 3 trong đó rất dễ bị oxy hóa gây mùi rất tăng. Cũng vì chứa hàm lượng omega 3 thấp lại chứa nhiều tạp chất, nên chất lượng thấp, hiệu quả không cao. Khi dùng còn nạp độc tố từ tạp chất cho cơ thể, cũng vì vậy mà có giá thành thấp dầu cá rẻ hơn omega 3. Riêng omega 3 từ dầu cá Nhà sản xuất làm thêm bước loại bỏ tạp chất và làm giàu DHA EPA lên. Do đó omega 3 tinh chế hơn, ít tạp chất hơn và giàu DHA EPA hơn nên chất lượng cao hơn, dùng tốt hơn cho hiệu quả cao hơn, ít có độc tố gây hại cho cơ thể. Vì vậy omega 3 có giá thành cao hơn dầu cá. Như vậy omega 3 có chất lượng cao hơn, dùng tốt hơn đặc biệt cho hiệu quả cao hơn, giảm nạp các tạp chất gây độc cho cơ thể và omega 3 cũng có giá thành cao hơn dầu cá. À, như bác sĩ cũng chia sẻ thì omega 3 rất là tốt và cần thiết cho tất cả mọi người ở nhiều độ tuổi bởi tác dụng tuyệt vời của nó ảnh hưởng đến sức khỏe nè, đặc biệt là đối với trẻ em, phụ nữ mang thai và người trung niên đến người cao tuổi hoặc là những người đang mắc bệnh về tim mạch. Như vậy thì cụ thể những tác dụng tuyệt vời của omega 3 sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe? Cụ thể thứ nhất, omega 3 rất tốt cho các bệnh tim mạch. Theo thống kê thì các bệnh về tim mạch là một nhóm các bệnh lý về tim và mạch máu cũng được xem là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Bệnh tim mạch bao gồm các bệnh như mạch vành, cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, thường gọi là đau tim. Các bệnh tim mạch khác bao gồm như là đột quỵ, suy tim, rồi bệnh tăng huyết áp, bệnh thấp tim, bệnh cơ tim. Thứ hai, omega 3 giúp giảm chất béo trung tính, hạ lipid máu, có nghĩa là giảm mỡ máu. Omega 3 tức DHA và EPA liều cao có thể sử dụng như một biện pháp thay thế hoặc kết hợp với statin để giảm mỡ máu, đặc biệt là giảm thành phần LDL và triglycerides. Thứ ba, omega 3 giúp giảm mảng bám lòng mạch và giúp mạch máu khỏe mạnh. Qua các nghiên cứu cho thấy bổ sung omega 3 gồm DHA và EPA giúp cải thiện tình trạng hình thành các mảng sơ vữa động mạch. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý như cơn đau thắt ngực, suy tim, đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Thứ tư, omega 3 giúp hạ huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, Cơ chế của omega 3 giúp làm giảm huyết áp là tác dụng thuận lợi trên mạch máu, bao gồm tác dụng thuận lợi trên phản ứng mạch máu với angiotensin, cải thiện chức năng mạch máu và điều chỉnh viêm. Thứ năm, omega 3 giúp chống rối loạn nhịp tim, chống huyết khối và giảm viêm. Về sức khỏe của mắt thì omega 3 chứa DHA là một trong những thành phần quan trọng cấu trúc lên hệ thống võng mạc và được tìm thấy trong hệ thống lipid của mắt. DHA đóng vai trò rất là quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của mắt. Các nghiên cứu chỉ ra rằng cung cấp đủ EPA, DHA trong máu giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Tình trạng khô mắt còn gọi là DED. Omega 3 có tác dụng kháng viêm, ức chế quá trình viêm ở mắt, từ đó cải thiện tình trạng khô mắt và các triệu chứng liên quan. Riêng đối với sức khỏe não bộ, đặc biệt là đối tượng trẻ nhỏ sẽ giúp phát triển não bộ và thị lực ở trẻ em, giúp học sinh tăng cường trí nhớ và khả năng học tập. Omega 3 còn giảm khả năng mắc các hội chứng tăng động giảm chú ý, đặc biệt là rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ nhỏ. Riêng đối với người cao tuổi, DHA giúp giảm lão hóa não, thần kinh và mắt, đặc biệt là ngăn ngừa tình trạng suy giảm trí nhớ, chứng khô mắt, mờ mắt và nhức mỏi mắt. DHA cũng giúp ngăn ngừa các bệnh lão hóa thần kinh như Alzheimer, Parkinson. Đối với phụ nữ mang thai và cho con bú rất cần bổ sung DHA của omega 3 để giúp thai nhi và trẻ nhỏ phát triển não bộ và thị lực tốt nhất, đồng thời tránh các nguy cơ như sinh non, ngừa nguy cơ trẻ sinh ra bị nhẹ cân và sảy thai. Theo tôi, omega 3 tốt cho tất cả mọi người. Nên dù là ai đang trong độ tuổi nào, từ người phụ nữ mang thai, từ trẻ em, người trẻ hay người cao tuổi cũng rất là cần. Tuy nhiên, cần chọn loại omega 3 chứa DHA và EPA cao và tỷ lệ DHA và EPA phù hợp theo từng cái lứa tuổi, từng đặc điểm sức khỏe của mỗi người để nhận được lợi ích cao nhất trong việc nâng cao sức khỏe, phòng và hỗ trợ cải thiện nhiều bệnh lý mãn tính. Hiện nay thì có rất nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất từ trong nước cho tới hàng ngoại nhập. Hạt sách tay cũng rất nhiều loại với nhiều giá khác nhau à khiến cho người dùng thì như lạc vào một cái ma trận lựa chọn. Thế thì không biết là chúng ta nên chọn loại omega 3 nào là tốt nhất à? Như vậy thì chúng ta cũng nên có sự lựa chọn thông minh. Cụ thể chúng ta dựa vào những cái tiêu chí dưới đây. Tiêu chí đầu tiên là chọn sản phẩm omega 3 được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sạch tinh chế để đảm bảo nhận được đủ các lợi ích của omega 3 cho sức khỏe nhưng không bị nạp vào cơ thể các tạp chất gây hại cho cơ thể chúng ta. Tiêu chí thứ hai nên chọn sản phẩm omega 3 chứa nguyên liệu bên cạnh sạch và tinh chế thì phải là omega 3 dạng triglycerid. Omega 3 trên thị trường hiện nay có hai dạng đó là triglycerid và ethyl ester. Sự khác biệt giữa hai loại omega 3 dạng triglycerid và ethyl ester, omega 3 dạng triglycerid cho hiệu quả cao hơn nhờ hấp thu và chuyển hóa tốt hơn nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng omega 3 dạng chireresit hấp thu tốt hơn dạng etineste tới 70%. Omega 3 chireresit tốt hơn và đắt hơn, không cần phải chuyển hóa thêm hai bước quan trọng từ dạng etineste sang dạng chireresit nên omega 3 dạng etineste có giá thành thấp hơn so với dầu cá tự nhiên dạng chireresit. Omega 3 dạng chireresit có độ bền hơn. Theo các nghiên cứu so sánh tốc độ oxy hóa của omega 3 dạng chireresit và dạng etineste, với cùng hàm lượng EPA DHA đã chứng minh rằng axit béo dạng etinete bị oxy hóa nhanh hơn so với dạng triglycerid. Ngoài ra để tốt hơn cho mỗi độ tuổi và đặc điểm sức khỏe của mỗi người, thì sản phẩm omega 3 tốt cần chứa DHA và EPA là những hoạt chất sinh học rất là quan trọng tạo nên tác dụng hiệu quả cao nhất của omega 3, đặc biệt là chứa hàm lượng cao. Vì sẽ cần dầu lượng DHA để tốt cho mắt, cho não bộ hoặc là dầu lượng EPA để tốt cho sức khỏe của tim mạch. Tiêu chuẩn thứ tư, omega 3 cần có tỷ lệ DHA trên EPA phù hợp. Loại omega 3 dầu EPA hơn phù hợp với người từ trung niên đến cao tuổi hoặc những người đang bị mỡ máu cao, huyết áp cao, sơ vữa động mạch, khô mắt, thoái hóa điểm vàng, đồng thời cũng phòng ngừa nguy cơ đột quỵ. Loại omega 3 dầu DHA hơn tỷ lệ vàng DHA trên EPA sắp xỉ là 41, phù hợp hơn đối với trẻ em, phụ nữ mang thai người trẻ để tăng cường bảo vệ sức khỏe tim mạch não bộ và mắt tiêu chuẩn thứ năm được cơ quan y tế có thẩm quyền cấp phép lưu hành và được phân phối bởi công ty dược phẩm có uy tín Sản phẩm không phải thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Omega 3 Vinh Gia hỗ trợ tăng cường sức khỏe mắt, trí não, tim mạch cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi. Omega 3 Vinh Gia chứa Omega 3 dạng triglycerid từ Na với DHA và EPA cao. Omega 3 Vinh Gia gồm hai sản phẩm. Omega 3 Vinh Gia giàu DHA hơn, phù hợp với trẻ em và người trẻ, dạng viên nhỏ, dễ uống. Omega 3 Vinh Gia 2 giàu EPA hơn, phù hợp với người trung đến cao tuổi hoặc người mắc các bệnh tim mạch, mỡ máu cao, huyết áp cao, sơ vữa động mạch. Chọn ngay Omega 3 Vinh Gia dạng với DHA và EPA cao từ Na Uy. Theo chỉ dẫn của bác sĩ, tôi đã dùng omega 3 dầu EPA để ổn định huyết áp và cải thiện tình trạng mỡ máu, cũng như phòng ngừa nguy cơ đột quỵ. Thật may mắn vì tôi đã phát hiện sớm và sử dụng omega 3 đúng cách và kịp thời. Giờ đây tôi không phải phụ thuộc vào thuốc tây và đã cải thiện huyết áp và mỡ máu rõ rệt. Trong suốt thai kỳ, tôi đã uống omega 3 dầu DHA và đặc biệt có nguồn nguyên liệu sạch, tinh chế nên tôi hoàn toàn yên tâm sử dụng và chắc chắn tôi sẽ duy trì sử dụng lâu dài omega 3 dạng triglycerid dầu DHA cả sau sinh và cho con sau này. Xin được cảm ơn chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Đinh Thà. Mọi ý kiến đóng góp, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gọi điện cho chúng tôi qua số điện thoại miễn cước 1800 558889 hoặc quý vị có thể gọi điện qua số điện thoại 0896 509 509, số điện thoại 24 trên 7 hoặc gửi câu hỏi về hầm thư sống khỏe a vòng bác sĩ tư vấn.vn để được chuyên gia của chúng tôi tư vấn trực tiếp hoặc truy cập vào website bác sĩ tư vấn vn lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này mình chúc quý vị thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại nếu bạn thấy video này hữu ích hãy nhấn like chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé